Anh giống giống không để coi coi. Chạy ra nhìn giùm em thử. Chạy ra nhìn giùm đi mọi người. Anh ơi, sao giống quá à? Sao giống quá trời vậy? Giống quá trời luôn, chạy ra thử coi, chạy ra thử coi. Chạy ra thử anh ơi. Chạy ra thử thấy giống quá. Từ từ mọi người. Từ từ mọi người. Khả năng nha. Đúng rồi, chính xác rồi. Có đúng rồi. Chạy thử đúng rồi mọi người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Của em đậu đây. Dạ. Thì nhà cửa em trên đó. Thì ghe cò em đậu đây chứ em chạy tới chạy lui á. Em coi thiền của em. Dạ. Rồi cái em cũng nghe cái quán cà phê này nói như vậy. Dạ. Rồi. Cái người nhà tìm quán cà phê này nè. Dạ. Rồi quán cà phê biết em để cho em hay. Thì cho em hay thì như vậy vậy đó thì em hỗ trợ liền. Dạ. Dạ. Công việc của anh là làm gì? Nè, công việc của em là đi đánh cá bắt sông. Dạ. Thì anh cũng có nhiều kinh nghiệm mà ha. Dạ. Thì hôm nay là cũng hơn một ngày chút xíu thì khả năng là như thế nào anh? Nói chung nãy mới đi chắc được tầm 100,000 được. Dạ. Đang làm. Dạ. Đang làm cái người nhà điện gì đó. Dạ. Cái đặt cái gì liền. Dạ. Bây giờ hỗ trợ cho cái người mà bị thân nhân vậy đó. Dạ. Hôm nay là cũng nổi lên nhiều chứ anh? Nổi cao rồi chứ. Nổi cao hả? Dạ. Anh cũng dân địa phương ở đây hay sao? Dạ không, anh dân tỉnh. Dạ. Thì chờ một chút xíu nữa là chuẩn bị đi dọc con sông này đi tìm hả anh? Dạ. Dạ. Em gom mấy anh em lại đi 2-3 xìu, 2-3 ghe mới được. Chứ đi một mình xong rồi lấy đi cùng hồi tìm. Dạ. 2-3 ghe là nó gom, nó ví dụ mà em trong bờ, cái gì giữa sông vậy đó. Dạ. Thả câu dạy xuống. Thì anh đi trên sông vậy anh cũng phát hiện nhiều trường hợp, anh cũng xử lý như thế nào? Thì em điện thoại cho mấy bạn. Dạ. Để tìm người tới. Dạ. Hỗ trợ cọc dây. Dạ. Đưa vào bờ. Dạ. Tìm báo chính quyền địa phương. Dạ. Nói là cái việc làm cũng rất là thiết thực, rất là ý nghĩa. Hôm nay cũng có nhờ anh biết để mà giúp gia đình cũng rất là mừng. Sáng giờ gia đình cũng thả một cái chiếc gối xuống sông anh. Dạ. Thì nghe nói là chiếc gối trôi đi đâu là mình đi theo đó sao anh? À đúng rồi, thì thường thường nghe nói tới gì đó. Dạ. Ừ. Thì chờ một chút xíu thì anh cùng với các người bạn để mà đi hai bên bờ sao anh? Mình cứ chia ra sông. Dạ. Một chiếc ở trong bờ, một chiếc giữa sông, một chiếc bờ bên kia. Dạ. Cứ thả trôi hướng hoài. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Thì hôm nay cũng anh tên gì? Tú. À, anh Tú, cảm ơn anh Tú rất là nhiều đã hỗ trợ giúp cho gia đình của em Điền. Thì hôm nay là ngày đầu tiên đi tìm kiếm, hy vọng là sẽ tìm để đưa em lên bờ. Thì phía trước màn ảnh của tất cả mọi người là người mẹ, người chị cũng như là người anh đến đây để mà một lát nữa thôi sẽ đi tìm kiếm nha mọi người. Thì nghe nói là gia đình cũng cùng đi với lại anh Tú đây. Lát thì mấy anh em YouTuber đi theo được không anh? Được. Dạ, rồi em cảm ơn anh rất nhiều. Thì một lát nữa thì anh Tú cũng như là cùng với các anh em YouTuber cũng đi dọc cái con sông này. Mình đi kiếm thì nó sẽ khả thi hơn. Đó, thì nước bây giờ nó nước gồng là chảy rất là xiết luôn. Đó, chảy cuồn cuộn luôn. Thì bây giờ mình phải đi cái phạm vi nó xa hơn thì tìm kiếm nó sẽ hiệu quả, nó sẽ cao hơn. Chào Phong Lê TV nha. Không biết là mọi người xem thấy hình ảnh của mình đang live trực tiếp có rõ không ạ? Lưới cá về thu nhập đỡ của anh Tú? Cũng hên xui anh ơi. Cá nhiều không? Ít, tầm 200 mấy. Vậy hả? Ngày cũng mấy trăm hả? Tầm 200 mấy rồi. Dạ. Tiền xăng, tiền dầu trừ hết á hả? Dạ. Sống qua ngày được. Dạ. Cũng khổ lắm anh ơi. Dạ. Anh mấy cháu rồi? Dạ. Đó, thì anh đi lưới cá ven sông á, cơm gạo mưu sinh á. Thì anh hay thông tin này á, anh tới để giúp gia đình.
qua nay gia đình cũng tới đây cũng rất là sốt ruột luôn. Ở trên cầu thì cũng cúng kiến trên cầu rồi, thả gói cũng thả gói rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải đi vỏ lãi bên sông mà để kiếm thì nó sẽ khả thi hơn mọi người. Chứ mình ngồi chỗ mình quan sát thì nhiều lúc nó cũng rất là phiêu lưu, giống như là mò kim đáy biển á. Thì chờ chút xíu nữa thì mấy cái chiếc vỏ lãi của anh Tú á, những người bạn của anh Tú tới thì sẽ đi hai bên mé sông gà gà đi tìm đó, tìm ngày nay không được thì ngày mai ngày mốt đó, tìm cho bằng được thì thôi. Dạ cảm ơn chị Phan Bảo nha. Thì đây là mình đang đứng ở dưới, sát ở dưới cầu luôn nè, sát ở dưới gầm cầu, nước cạn hồi nãy là cạn sát mé luôn á, nhưng mà giờ chắc nước đang lớn anh Tú, nước gần lớn rồi. Dạ theo anh thì con nước lớn dưới con nước rồng thì con nước nào dễ kiếm hơn anh? Con nước rồng dễ kiếm hơn ha. Dạ thì cái thời điểm lúc rạng sáng ngày 26 tháng 11 á, thì không biết là cái lúc đó là nước lớn hay nước rồng, bây giờ nó cũng khuya quá vắng rồi. Dạ. Vắng vẻ nước lớn anh. Dạ thì cái thời điểm đó, thời điểm nước lớn anh Tú anh nói là nước lớn đó, thì cái khu vực này chắc khuya chắc giờ đó cũng vắng anh ha. Ha khuya rất là vắng, chỉ xe mấy xe lớn nó chạy lưa thưa thôi đó. Ở đây là địa phận Củ Chi mà, cho nên là không phải như là ở trung tâm, xe nó cũng lưa thưa thôi. Chờ một chút xíu nữa nha mọi người, chút xíu nữa là mình trực tiếp luôn, trực tiếp đi tìm kiếm trên sông luôn, cho mọi người theo dõi luôn, cho nó mọi người theo dõi xuyên suốt luôn. Và bây giờ đang đi tìm kiếm nha mọi người, chuẩn bị đi tìm kiếm nha, hy vọng là hôm nay sẽ sớm tìm kiếm được. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người xem nè, cái mực nước nè. Dạ chào Hứa Tôn nha. Mọi người xem thấy hình ảnh có rõ không ạ? Chuẩn bị đi tìm kiếm em Điền nha. Thì cũng mong cho tìm kiếm trong ngày hôm nay luôn mọi người, trong ngày hôm nay sẽ tìm kiếm được luôn. Chờ chút xíu nữa thì những người bạn của anh Tú sẽ đánh vỏ lại tới để mà chạy dọc theo cái mé sông này nè để đi tìm đó. Rồi các anh em thì cũng có đây rồi, anh em YouTuber cũng như người nhà cũng đã đến đây rồi, giờ chỉ chờ vỏ lãi tới rồi bắt đầu chạy đi tìm luôn. Mọi người cho mình cái like và cái chia sẻ nha, để hôm nay tìm cho bằng được. Đó, thì cũng nhờ những cái chia sẻ của mọi người để nhiều người biết cái thông tin đến hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình. Đó, thì một lát nữa thôi sẽ đi tìm, quyết tìm cho bằng được luôn. Mình like cho mọi người xem luôn, khỏi mất công đăng clip rất lâu. Mà không biết là mọi người xem thấy hình ảnh nó có được sắc nét không mọi người. À, chạy, anh chạy nó mặc áo màu gì vậy? Nó ở trần. Cho nó bỏ cái áo khoác trên sông, trên cầu mà. Bỏ áo khoác đỏ trên cầu luôn á. Dạ. Người nhà nó là ở trần. Tại bạn đang đi làm. Dạ. Bạn đang đi làm hỏi là người đã nhảy rồi có mặc áo gì đặng nhận diện á. Dạ. Vậy là ở trần anh, người nhà nó ở trần. Đó thì live stream thì nó trực tiếp luôn, cho nên là có cái gì đó mọi người cứ theo dõi luôn là biết chính xác. Ở trần mặc quần jean dài. Thì anh Tú anh có cuộc gọi của người bạn á, để mà cho biết, để mà mình biết được cái thông tin
có gì anh tìm. Dạ cảm ơn chị Trần Huệ nha. Bây giờ đang chờ chuẩn bị đi tìm nha mọi người ơi. Chia sẻ mạnh giúp mình nha. Bấm like và chia sẻ mạnh nha. Thì một lát sẽ trực tiếp đi tìm luôn. Để nắm bắt thông tin để chia sẻ cho mọi người biết. Hôm nay là ngày chủ nhật. Kết cục em muốn là nó về quê xin lỗi cha mẹ. Thì bây giờ là gia đình đang đi tìm nha mọi người, thì cái gì cũng phải có gia đình. Gia đình chia sẻ thì nó sẽ xác minh, nó sẽ thực tế hơn à. Đó, thì phía trước là chị, người chị của em Điền đó. Em Điền nè. Sáng là chị cũng thả cái gói xuống sông luôn hả chị? Giờ chuẩn bị chút xíu nữa chờ. Chờ bạn của anh Tú đến để mà đi tìm. Bữa hôm qua thì mình cũng có chia sẻ với lại các anh em á, các anh em đồng nghiệp thì cũng quay cái video clip đó đó, thì mọi người coi cũng nắm cái thông tin rồi. Thì hồi trưa nay thì mình có của cái gì ta, chắc là mấy cái gì vậy chị ơi, em thấy giống như miếng mốt gì đó. Dạ dạ, hồi nãy em cũng có quan sát ở bên kia rồi, coi kỹ có phải không chị? Coi coi kỹ zoom lại coi. Miếng mốt em thấy miếng mốt mà. Dùm dùm lại kỹ em mới thấy được. Tại vì ở xa quá. Ở trên sông thì nó trôi nhiều cái lắm. Thấy giống không? Giống không? Để coi coi. Chạy chạy cái nhìn giùm mấy mọi người. Sao giống quá trời vậy? Giống quá trời luôn, chạy ra thử coi, chạy ra thử coi. Chạy ra thử anh ơi. Chạy ra thử thấy giống quá. Từ từ mọi người. Khả năng nha. Đúng rồi, chính xác rồi. Có đúng rồi. Chạy thử đúng rồi mọi người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đúng rồi. Đúng không ta? Phải không ta? Để chờ chút nha mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người Nam mô A Di Đà Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, tìm được rồi nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi. A Di Đà Phật, mọi người niệm Nam mô A Di Đà Phật nha. Hãy niệm Nam mô A Di Đà Phật nha mọi người. Đúng rồi. Mọi người niệm Nam mô A Di Đà Phật nha.
tìm được cả nhà mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phải không mà anh đã quay vậy ta? Đúng rồi. Ba cái chân kìa. Để anh đã quay lại coi. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người bình luận Nam mô A Di Đà Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Phải không anh? Phải không anh? Phải không anh? Chó hả? Trời không phải, con chó. Con chó mọi người ơi, con chó mà thấy giống quá. Hồi nãy chị nói có hình xăm. Bự quá trời luôn, con chó gì đâu bự quá. Em zoom là thấy có hình xăm không? Thấy mà. Mà thấy rõ ràng luôn á. Thấy thực tế là có luôn á, mà sao kỳ vậy ta? Con chó. Trời đất ơi làm. Cũng hồi hộp quá trời. Cũng hồi hộp. Xin lỗi mọi người nha, thì hồi nãy zoom lên là thấy rõ ràng luôn. Gia đình còn xác nhận mà. Con chó không phải rồi. Sao mình thấy giống quá ta? Trời ơi. Sao mình thấy giống quá ta? Hồi nãy mình cũng thấy gần á, mình thấy mà. Trời ơi. Hết sức. Con chó chứ không phải là gia đình nhìn thấy luôn mà ta. Chó to dưới đập. Nó nằm dưới nước, con chó nằm dưới nước mà. Bản thân. Đâu gặp được. Anh Tú anh chạy ra rất nhanh luôn á. Nó chạy tốc độ quải, anh Lượng không thấy. Hồi nãy em zoom lại thấy mà ta. Đúng rồi, em zoom lại em thấy. Anh nhìn xa anh cũng thấy rồi, thì giống người ta. Giống lắm luôn á, nhưng mà con chó đúng rồi thì cũng bốn tay bốn chân đó. Đúng rồi. Thì con chó cũng có bốn cái chân. Nói chung là để ý ngoài sông thì nó có nhiều cái vật thể lạ mọi người. Phải zoom lại kỹ thì quan sát, phải chạy vỏ lãi ra. Rồi, cảm ơn anh nha. Gì em không nhớ. Có gì đâu. Qua qua rồi. Nghe rồi thì mình thấy những cái vật thể lạ thì mình quan sát và dùng cái điện thoại để mà zoom. Ở đây thì cũng có nhiều anh em hỗ trợ gia đình tìm kiếm thì cố gắng để mà zoom lại để quan sát. Chờ chút xíu nữa thì những người bạn của anh Tú cũng chạy đến để mà hỗ trợ cho gia đình tìm. Sáng này nghe nói là nhờ bên đội của anh Tám, nhưng mà bây giờ đội của anh Tám thì đi Cà Mau rồi, đi Cà Mau giúp đỡ hoàn cảnh ở dưới Cà Mau á, cho nên là không có lên đây hỗ trợ được. Cái này giờ anh đang có điện thoại anh coi trực tiếp được luôn á. Dạ. Thôi thì cũng cầu nguyện sao cho ngày hôm nay sẽ tìm được nha mọi người. Mình cũng chỉ biết như vậy thôi.
Thì hiện nay thì cũng có bên anh Tú cũng, đó rồi. À, cũng đến hỗ trợ đi tìm. Đang xuống tới rồi, chuẩn bị đang xuống tới rồi. Đó anh Tú mọi người, anh Tú lát đi tìm hỗ trợ cho gia đình đó. Mọi người cũng chia sẻ cái live stream của mình giúp mình nha, chia sẻ lên để sớm mau tìm được. Anh chuẩn bị dầu hay xăng vậy nè, để đổ vô máy chạy. Có cây xăng bên đây nè chị. Cây xăng bên đây nè, qua bên cầu là có cây xăng luôn á, vừa xuống là có cây xăng luôn á. Là mua cái mua dầu hả? Mua dầu vậy? Nó bán con dầu một mấy dầu. À. Với mua con canh xăng. Anh làm ơn nha, anh đã đưa tiền anh mua giùm luôn đây. Anh ngại lắm. Có gì đâu. Có gì đâu mà ngại. À, cô mua anh cũng ngại đó cô. Đường ông đâu? Chứ ông kia kiếm đèn rồi kiếm xăng rồi đi. Bây giờ mua dầu trước đi, đèn á chiều mua sau cũng được. Trời em không chuẩn bị tới đất rồi. Em lỡ rồi lại kiếm gặp rồi. Nhà tội nghiệp ta. Đèn từ từ đi. Rồi giờ mua xăng dầu trước đi không? Giờ hơn kiếm gặp sao? Cho anh xài. Cho anh xài. Thì quý chứ mà. Gia đình thì cũng khó khăn nha mọi người. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn. Phải ăn con lửa bình dầu này với hai canh xăng 5 lít hả? Một canh 5 lít xăng á. Giờ có 5 lít mình 5 lít đâu mà mua. Trời ơi, thiệt quá, bán cái chai vậy. Anh viết cái tờ giấy ra đi cho dễ nhớ. Có mua dầu không có dầu. Với bình xăng 5 lít, mua cái bình 5 lít đó con. Anh mua cái can 5 lít rồi mua hai can. Là mua hai cái bình 5 lít. Chứ mắc rồi mua gì đây, nào thấy đủ rồi tính sao? Chứ mua dư quá con xài à. Có cái xài có gì đâu không biết nữa còn có dùng để con đi con kia dùng khác có gì đâu nhiều nhỏ gì bao nhiêu đó. Thôi em phải mua cho dư giả đi, mua dư giả đi đi tìm bắt về mình mua liền. Ảnh hỗ trợ giúp cho gia đình thôi, gia đình đổ dầu đổ xăng cho ảnh đi tìm. Chỉ đổ dầu đổ xăng thôi để đi tìm thôi, ảnh giúp ảnh không có lấy tiền lấy bạc hết á. Dạ chào mọi người nha, mọi người xem thấy cái live stream của mình nó có rõ không ạ? Mọi người bình luận cho mình biết là live stream xem rõ hay không ạ? Chờ chút đi mua dầu xong rồi bắt đầu đi tìm nha mọi người, chạy vỏ lãi đi trên sông tìm nha. Dạ cảm ơn chị Gái Thị nha, cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người. Chờ chút xíu nữa mua dầu rồi sẽ đi tìm. Dạ đúng rồi anh Phong Lê ơi, đúng rồi cầu Phú Cường ở Củ Chi, Củ Chi qua Bình Dương á, một bên Củ Chi một bên Bình Dương á. Đó, chị áo vàng á là chị của em Điền á, chị dâu hay là như thế nào đó. Anh trai của anh Điền thì mặc áo khoác màu xanh đó. Anh trai đang ngồi cái ghế màu đỏ đó mọi người. Dạ cảm ơn Hữu Tuần. Đó, mẹ của em Điền là mặc cái áo khoác màu xanh nè. Mọi người xem bấm cho mình một cái ngón tay chỉ lên. Mọi người ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.
cái nút đăng ký ở phía dưới á. Bây giờ hôm nay thì quay rõ cho nên là mình livestream cho mọi người coi luôn, khỏi có quay clip nha. Mọi người bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Dạ do sóng á, với lại mình đổi cái mạng rồi, mình đổi cái mạng mới và tốc độ cao hơn để mà qua livestream cho mọi người xem cho nó rõ. Trong thời gian chờ đợi thì mình đi ra đây để mà quan sát xem, đi vòng vòng để mà quan sát xem ở cái dạ chưa chưa được chị.